Trang Trần nói Hồ Văn Cường sắp bị đuổi khỏi nhà Phi Nhung. Trang Trần cho biết nếu không có Phi Nhung bao bọc, Hồ Văn Cường đã bị quản lý và công ty đuổi từ lâu. Khuya ngày 9 tháng 10, Trang Trần livestream hỏi chuyện tiền nong với mẹ con Hồ Văn Cường sau khi CEO nổi tiếng yêu cầu quản lý Phi Nhung trả 200 triệu tiền thưởng lẫn cách xe 5 năm đi hát cho giọng ca trẻ. Trong clip, Trang Trần liên tục hỏi Hồ Văn Cường có ủy quyền hay nhờ vả nữ đại gia đòi tiền giùm hay không. Hồ Văn Cường không đưa ra bất cứ câu trả lời nào, chỉ cúi mặt và bấu ngón tay. Chỉ có mẹ đẻ nam ca sĩ nói vài câu, khẳng định không nhờ ai đòi nợ. Việc Hồ Văn Cường im lặng khiến cựu người mẫu không khỏi bức xúc. Cô đã mắng chửi Hồ Văn Cường vô ơn với Phi Nhung, không biết bảo vệ mẹ nuôi khi mẹ nuôi bị người khác vu oan giá họa. Cho tới trưa ngày 10 tháng 10, Trang Trần tiếp tục có những lời lẽ gay gắt với giọng ca trẻ. Trên sóng livestream, cựu người mẫu khẳng định mọi người đã muốn đuổi Hồ Văn Cường ra khỏi nhà, khỏi công ty từ mấy tháng nay vì không ai chữa chấp loại vào mờn bội nghĩa. Tuy nhiên hết lần này tới lần khác, Phi Nhung luôn đứng ra bao bọc con nuôi. Bây giờ người ta chỉ mong xong việc bà Nhung rồi, tống cổ mẹ con thằng Hồ Văn Cường ra khỏi nhà, không ai chữa chấp loại vào mờn bội nghĩa đâu. Lũ cuộn con chúng mày tưởng người ta giữ lại loại vào mờn bội nghĩa ấy, chỉ có bà Nhung, người có trái tim bao la, mới tha thứ hết lần này tới lần khác. Chứ còn những người quản lý công ty, người ta muốn đạp cái mặt nó từ mấy tháng nay ra đường rồi, chỉ vì bà Nhung cứ thường nó, để nó trong nhà, chứ công ty với quản lý muốn tống cổ nó đi từ lâu rồi. Ai có mắt có não sẽ thấy được cái cần thấy, vài trăm triệu là cái gì vậy cất cưng. Dịch bệnh đuổi mày ra khỏi nhà cái gì cũng sai này, dịch bệnh đuổi mày ra lại mang tiếng ép chết mẹ con mày ra khỏi nhà. Nhưng lúc dịch bệnh bà Nhung nằm viện mày vẫn im mồm để cho người ta réo tên mẹ mày. Tụi bay tưởng nó hiền à, nó là con nít quỷ, cựu người mẫu gay gắt nói. Trang Trần cũng khẳng định trước khi livestream tối ngày 9 tháng 10, cô đã lường trước mọi việc sẽ xảy ra, song chân dài vẫn quyết định làm, bởi nếu không lật mặt Hồ Văn Cường thì Phi Nhung còn bị các người chửi đến bao giờ. Đừng bao giờ nghĩ là người ta giữ mình để bào tiền, hãy xem tài năng của mình thật sự đến đâu. Trước khi hôm qua tao quay livestream đó, tao đã lạy bà Nhung, em xin lỗi chị vì đã không giữ lời hứa để im cho nó, bảo vệ nó. Chị luôn bảo vệ con chị, nhưng lời hứa lúc đó là chị còn sống. Em cũng bảo vệ nó đến cả 3 ngày của chị, nhưng chờ đợi nó đến giờ cũng không mở mồm ra một câu. Thì giờ chị về trách em cũng chịu, hàm oan chị chịu suốt mấy tháng qua ai chịu cho chị. Trước khi bấm livestream đó, tao đã biết rất rõ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng tao vẫn làm, bởi nếu không lật mặt nó ra, thì bà Nhung còn bị các người chửi đến bao giờ. Nếu đàng hoàng rõ ràng và nếu như không phải là người đi thuê, đi nhờ, nếu như mày tin mẹ mày, tin công ty, sao không lên tiếng? Ai cướp tiền của mày, trong khi gia đình mày nói nhờ người ta giữ giùm, không bị câm, không bị liệt, biết chữ, ai ăn được tiền của chúng mày? Trang Trần gay gắt với giọng ca trẻ. Quản lý Phi Nhung mắng Hồ Văn Cường bán đứng tình thân, im lặng để bị sỉ nhục. Tối qua, bà Phương Hằng đã thay mặt dư luận nhắc lại ồn ào tiền cách xe với con nuôi Hồ Văn Cường. Trong livestream của mình, nữ CEO Đại Nam liên tục nhấn mạnh việc Phi Nhung qua đời là điều không ai muốn. Thế nhưng người mất cũng đã mất, quan trọng là cuộc sống của người ở lại. Trong chuyện này, gia đình ca sĩ Hồ Văn Cường đã chịu thiệt thòi quá nhiều. Ai đang giữ tiền của Phi Nhung phải xử lý cho em Cường, vì cuộc sống và tương lai của em đã đánh đổi cả tuổi trẻ, mình phải nghĩ cho người ở lại. Giờ Phi Nhung mất rồi, giờ tiền quản lý giữ, không có gì chút, thì ai trả lại tiền cho Hồ Văn Cường? Gia đình em ấy khổ lắm, vất vả lắm, chỉ mong có tiền xây được cái nhà để ở, bà Phương Hằng nói trên livestream. Sau khi bà Phương Hằng nhân danh công lý đại diện Hồ Văn Cường đòi lại công bằng, 11 giờ đêm cùng ngày, cựu người mẫu Trang Trần đã đến trực tiếp gặp hai mẹ con Hồ Văn Cường để hỏi cho ra lẽ. Trái ngược với sự mong đợi của khán giả, hơn 15 phút đồng hồ quán quân Việt Nam Idol Kids chỉ cúi gằm mặt không hé răng bất cứ lời nào. Chính điều này đã khiến quản lý cố ca sĩ Phi Nhung bức xúc, cho rằng cậu bé bán đứng tình thân, phủ nhận công ơn mà mẹ nuôi đã dành cho mình. Kèm theo bài viết là bức ảnh ca sĩ hải ngoại kêu gọi khán giả bình chọn chăm lo cho Hồ Văn Cường lúc tham gia chương trình âm nhạc. Lúc đầu nghĩ là phải gửi con Hằng nói chuyện cho ra lẽ, người vừa nằm xuống buổi trưa tối nó lên livestream chửi, đời người ta nó không sống, nhưng tới tận lúc người ta chết, nó cũng chẳng để người ta yên. Nhưng thôi nghĩ lại thì, nói với nó thì nói làm gì, nói không lại miệng phun nọc mà nhân danh chính nghĩa ấy. Nhưng Cường à, con thì khác, từ cậu bé nông thôn được mẹ nuôi cưu mang bảo bọc, nếu không có Phi Nhung, người mà con gọi một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ đó, thì giờ con đang ở đâu, làm gì, như thế nào? Bản thân con giờ đây đã hơn 18 tuổi đầu, không còn là đứa trẻ con ngờ ngác như ngày đầu Phi Nhung ôm con vào lòng nữa.
Mẹ nuôi đi rồi, mẹ từng thương con, yêu con, bảo vệ con bằng tất cả trái tim người mẹ. Không có công sinh nhưng vạn lần công dưỡng, sao con nỡ lòng nào mà lặng im ngồi nghe người ta nhân danh bảo vệ Hồ Văn Cường để sỉ nhục người mẹ vừa mới nhắm mắt chưa kịp xuôi tay của con. Suốt 6 tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện, hỏi con có nhờ con kia đòi tiền giùm không, hay con đã nhận tiền của nó. Nghe lời nó hứa hẹn mua nhà cho con mà con đành lòng bán đứng đi tình thân của gia đình. Vẫn biết cuộc đời này trước nay luôn phần bạc bẽo, nhưng Phi Nhung ơi, Nhung đã khổ quá nhiều rồi. Trước ngày Nhung đi xa chịu nỗi đau thể xác vì bệnh tật dày vò, vẫn luôn hướng về con cái, bao dung cho con tất cả lỗi lầm. Vậy mà giờ đến một câu nói lên tiếng bảo vệ người mẹ nuôi đã khuất của mình, Cường cũng không làm được. Hay là con hưởng lợi được gì từ lời hứa hẹn của bà Hằng, rằng nó sẽ xây nhà cho con tiền. Nhưng cuộc đời này làm gì có gì dễ dàng đến thế hả Cường? Mẹ đẻ, mẹ nuôi con, những người thương con, vì con mà lao tâm khổ tứ, còn con không thương xót bảo vệ cho họ. Lẽ nào Nhung nuôi nấng chăm sóc nhầm người rồi? Cường ơi, con đã nghĩ kỹ chưa? Con đem bán người mẹ nuôi mình bao năm, giờ mới chưa kịp ngủ yên, cho bọn ngậm máu phun người ấy để lấy chút lợi lộc. Con còn là cậu bé dễ thương ngày nào nữa không? Còn CEO khóc thuê kia cũng không cần phải khóc thuê đòi mướn giùm, có bản lĩnh thì đòi 200 mấy tỷ cho trai kìa, còn ai tin lời mày hứa nữa? Mày đòi cạo đầu mày làm chưa? Mày nói đi đầu xuống đất sao mày không làm? Còn nhiều lời hứa lắm, mày lo mà làm đi, nhà này không cần mày phải khóc than trù tréo đọa địa ngục hay lên thiên đàng. Con khủng thế kỷ ngàn năm có một. Hồ Văn Cường cầu cứu, phía quản lý Phi Nhung không muốn trả tiền. Cái chết của nữ ca sĩ Phi Nhung quả thật không thể dễ dàng trôi qua nhẹ nhàng được, khi mà những lùm xùm xảy ra khi sống vẫn còn đó. Về 200 triệu tiền thưởng và toàn bộ các xe đi hát suốt 6 năm qua của Hồ Văn Cường bị phía Phi Nhung nắm giữ là có thật. Chính Phi Nhung đã xác nhận và hứa sẽ trả cho em khi đủ 18 tuổi, mặc dù đó là lời biện hộ ngây ngô cho tà ý muốn chiếm đoạt tiền và kiểm soát Hồ Văn Cường, nhưng nó lại khiến một bộ phận gật đầu cho là hợp lý. Chắc họ chẳng bao giờ dùng não để phân tích sự đời. Khi mọi chuyện bùng nổ, phía Phi Nhung vẫn nhất định vờ đi để tiếp tục nắm tiền, hoặc chưa thể trả vào lúc đó, vì số tiền trả bao nhiêu sẽ là một sự kiện bùng nổ nữa. Và đặc biệt khi Hồ Văn Cường và gia đình còn nằm trong lòng bàn tay thì dễ bề kiểm soát, chẳng hạn như tịch thu điện thoại, cấm giao tiếp bên ngoài, cấm tiết lộ thêm hay phải cúi đầu nhận lỗi, dù lỗi đó của Phi Nhung gây ra. Nếu lúc đó trả tiền, Hồ Văn Cường ra đi, sự tự do, tầm nhìn rộng mở, lời tư vấn động viên từ xã hội, biết đâu Hồ Văn Cường lại kể hết, thế thì lại tiêu cả nhóm bận ấy ra. Và rồi Phi Nhung xui xẻo khi mất đi vì Covid-19, đó là sự ra đi bất ngờ không thể lường trước. Nhưng đau lòng là người nắm giữ điều khiển mọi việc không phải Phi Nhung mà là quản lý của cô. Mọi người hay thắc mắc tại sao quản lý có quyền lực vậy, điều khiển nắm giữ hết tiền bạc, chẳng phải cô Phương Hằng từng nhắc đến vấn đề này rồi sao? Quản lý của Phi Nhung chính là một người đồng tính, là bạn đời của Phi Nhung, hiểu nôm na là chồng hiện giờ của nữ ca sĩ, vậy nên nắm mọi quyền hành và tiền bạc cũng có thể lắm chứ. Mà như bà Phương Hằng có nhắc, cô này ghê gớm lắm, chắc chắn luôn. Giới fanpage YouTuber nhắc đến là ngán tận cổ, mà họ không chỉ đơn lẻ. Quản lý cũ của Phi Nhung lại chính là quản lý của Vi Oanh và Móng Tôm. Chính vì đó họ rất khăng khít, bên vực nhau ra mặt. Vị quản lý cũ này cũng ghê gớm vô cùng. Đó cũng là lý do bà Phương Hằng vừa rời tiền cho Hồ Văn Cường, quản lý Phi Nhung đã nhờ ngay Móng Tôm qua nhà dặn mặt Cường, phát livestream. Nếu lúc còn sống công việc này sẽ là nhiệm vụ của Phi Nhung, đã vài lần dặn mặt cả gia đình cậu bé trên mạng rồi, giờ thì nhờ đến còn Mắm Tôm. Trong đoạn livestream của Mắm Tôm, khi liên tục đồn Hồ Văn Cường nói về chuyện đòi tiền, thằng bé chọn im lặng cúi mặt, quá tội nghiệp. Chúng hành hạ tra tấn kiểu hăm dọa, thì những người thấp cổ bé họng như Cường sao dám hó hé. Mọi người ơi, hãy cùng nhau lên tiếng để tìm lại tự do, quyền lợi cho những người yếu thế như Hồ Văn Cường và cha mẹ. Đừng niệm Phật nhưng thấy cảnh khổ mà không lên tiếng. Hãy đồng hành cùng chính nghĩa tìm công lý cho xã hội.